Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540 kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằng 1/4 số gạo tẻ. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Vẫn như những bài khác, trước tiên thì mình sẽ tóm tắt lại đề bài cho bạn dễ theo dõi nha. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 18 mét. Tính chu vi và diện tích của hình này. Từ dữ kiện mà đề bài cho. Muốn tính chu vi và diện tích thì bạn phải tìm được chiều dài và chiều rộng. Để tính được hai cạnh này thì bạn nên dựa vào sơ đồ này nhé. Bạn đã biết được tỷ số và sự hơn kém của hai cạnh này rồi chứ? Vậy thì đây chính là dạng toán về hiệu tỷ đó bạn. Bạn hãy tìm xem một phần này là bao nhiêu đi nhé.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm.